Ngọc Ánh xin chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà 4 tầng tại phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với cụm dự án này thì có tổng là 3 căn, đã bán 2 và chỉ còn một căn trong cùng nha mọi người. Nó nằm ở trên mặt ngõ, tuy nhiên với ngõ này là nó ngõ cắt ra, không phải là ngõ thông. Nó cách với lại ngõ thông, đường ô tô chỉ đây 10 mét thôi thưa quý vị. Và với căn nhà này thì hướng nhà là hướng đông, giá hơn 2 tỷ, rất là hợp lý, sổ đỏ pháp lý rõ ràng, ngõ thực tế trước nhà được tầm 2 mét. Và căn nhà này thì theo đúng như hiện trạng, sổ đỏ chuẩn chỉnh, quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Toàn bộ phần mặt tiền của ngôi nhà thì được chủ nhà ốp toàn bộ là gạch cho quý vị. Và thiết kế của ngôi nhà như thế nào thì mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể. Với cái căn nhà này, vị trí của nó thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm ở Chương Mỹ, đi làm theo cung đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, đi làm theo tuyến đường sắt trên cao Cát Linh, rất là phù hợp. Giá bán hơn 2 tỷ là cái giá bán mà bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Với cái căn nhà này thì quý vị có thể trả trước tầm 1 tỷ, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng thời gian dài nhất, tối đa 30 năm, tối thiểu là 3 năm. Với lãi suất hiện tại cũng đang rất là hợp lý, đến từ những ngân hàng rất là uy tín như BIDV, Liên Việt Post Bank, MB Bank. Hiện tại em đang đứng ở đây, đây là phần tầng 1 của ngôi nhà với phần cửa chính thiết kế hai lớp, hai cửa mọi người ạ. Với phần cửa chính là một lớp cửa nhôm kính và có một cửa sổ nữa. Cửa sổ thiết kế thoáng ở phần bên cạnh. Tầng 1 thiết kế một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Rồi là gạch lát nền, kích thước gạch 60-60 vân đá, hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Ở đây thì sử dụng là nước sạch sông Đà và điện lực EVN Hà Nội. Hồ sơ công tơ riêng biệt 3 căn, sổ đỏ riêng biệt 3 căn, xây dựng riêng biệt 3 căn, đã bán 2 và chỉ còn 1 căn, còn duy nhất căn Ngọc Ánh đang quay và gửi tới cho quý vị thôi. Đây là phần không gian phòng bếp với phần tủ bếp thiết kế toàn bộ gỗ MDF chống cong vênh. Xung quanh bếp thì là ốp kính ốp bếp, mặt bếp ốp đá granite, chậu rửa, vòi rửa, phụ kiện bếp lắp đặt xong hết rồi. Đấy. Sáng mua, chiều về ở được ngay. Ngoài phòng khách, phòng bếp thì còn một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1 đây thưa quý vị. Đầy đủ bồn cầu, máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Diện tích 30 m, thiết kế và xây dựng 4 tầng, công năng sử dụng hài hòa hợp lý. Ngõ nông gần với đường ô tô, xung quanh đầy đủ tiện ích chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Căn nhà này không lỗi bất kỳ một cả phong thủy gì cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Ngăn cách cầu thang và phần phòng khách là chủ nhà lắp cho quý vị một vách CNC gỗ. Rồi là tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4, thiết kế cho quý vị là gỗ hoàn toàn. Mặt bậc, cổ bậc cầu thang, ốp đá đen, cổ trắng. Hướng nhà là hướng đông, vị trí thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà này. Và mời quý vị theo em lên tầng 2 có gì ạ? Tầng 2 thiết kế công năng sử dụng một phòng ngủ, một phòng vệ sinh rất là rộng. Đây là phần phòng ngủ hướng ra phần mặt ngõ. Phần phòng ngủ này rộng, thoáng, cửa sổ ánh sáng, 2 lớp, hệ thống trần thạch cao, ống trờ, dây trờ và át trờ điều hòa, lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Thiết kế đơn giản. Toàn bộ cái màu tông sơn của ngôi nhà là màu trắng, gạch lát nền là màu trắng cho nên vào trong không gian phòng rất là rộng. Phòng vệ sinh sử dụng cho phòng ngủ tầng 2. Đây thưa quý vị, rất là rộng. Dây chờ đầu chờ bình nóng lạnh này. Rồi sen tắm này, bồn cầu, lavabo. Trong phòng vệ sinh thì cũng được chủ nhà ốp gạch lên tới tận trần, rất là sạch. Có cửa đây để lấy thoáng mọi người nhá. Đó. Với cái phòng vệ sinh này thì không lắp quạt hút mùi nhưng mà có cửa ô, cửa sổ thoáng. Đây là phần tầng 2 của ngôi nhà, mời quý vị theo em lên tầng 3 nhé. Và công năng tầng 3 cũng thiết kế tương tự như tầng 2. Với căn nhà này lên trên phía tầng 3 là có 2 phòng ngủ. Phòng nào cũng rộng, cũng thoáng. Đây. Cửa sổ ánh sáng, hướng nhà hướng chính đông mọi người nhé. Tất cả các cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Phòng vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Còn đâu thì trong phòng vệ sinh thì phòng nào cũng vậy, rộng, vuông vắn, đầy đủ thiết bị vệ sinh sử dụng cho từng tầng. Và mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và hiện tại em đang đứng ở phần tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Với tầng 4 thiết kế công năng sử dụng cho quý vị như sau. Một ô dính trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Đây là khu vực để máy giặt. Và đây là sân phơi. Còn đây là phần phòng thờ. Nói chung với cái căn nhà diện tích 30m thiết kế 4 tầng, tối ưu công năng sử dụng cho mỗi một hộ gia đình. Nếu như tầng 4 này quý vị không thiết kế làm phòng thờ thì có thể làm phòng ngủ, tùy mục đích công năng. Còn nhà có sao thì em quay review chuẩn cho quý vị từ tầng 1 cho tới lên tầng 4. Quý vị theo dõi cảm thấy phù hợp, giá bán, hướng nhà, vị trí thì liên hệ ngay với lại Nhà Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế và chọn lựa cho gia đình mình một căn nhà mơ ước nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.